Hello, chào mừng anh em đến với kênh Tubi Thái Lai nha. Hôm nay thì mình đi mua dự học trò mình đi mua một cái máy cano hay là cano vậy đó ha. 6 đêm Mark 2. Thì sẵn mình đến cửa hàng mời mình tham khảo cái máy LSR mới nhất mới ra luôn. Thì anh em biết rồi, công nghệ mới ra mà, nó rất là mới liên tục, nó làm cho mình già đi anh em ạ. Thì cửa hàng mời mình xem thì mình cũng trải nghiệm. Sẵn lúc mình xem thì mình quay lại clip thực tế. À, bây giờ thực tế cho anh em xem luôn. Cho nên hôm nay mình mới làm video này up lên cùng anh em để tham khảo. Đây là dự án tháng sau của mình. Hiện tại mình đang ngắm con này, nhìn mẫu mã. Anh em coi mẫu mã đây. Thì tính tháng sau của mình là bán xe máy đi xe đạp để rước em này về anh em à. Anh em thấy có hợp lý không à? Anh em nào thấy hợp lý cho mình ý kiến nha. Với cá nhân của mình thì nhìn sơ qua là máy có hai loại màn hình rất là tốt. Thứ nhất màn hình trên này nó khác xíu này anh em à, nó vuông, nó gọn mini, dạng phong cách thời trang rất là tốt, vừa đi làm nghề mà vừa thời trang nữa. Thì ngoài cái máy mua máy này ra, anh em phải mặc đồ cho hợp là cool nha, căng lắm, nó không đơn giản đâu. Tại vì cái máy này thiết kế dạng thời trang rất là nhiều, phong cách mảnh nhưng mà chất lượng rất là tốt. Nhưng mà nói anh em chất lượng chưa chập thì mới nghe thôi. Đây là mới cầm để dự án, mà tháng sau là phải bán xe máy chắc chắn rồi đó. Thì ngoài cái thiết kế mẫu mã ra thì mình thấy có cái màn hình lật nữa này, cũng đẹp này, nó lai lai dạng như máy của hãng Sony á, lai lai cái phong cách này. Giờ chưa có cái máy này còn mít kít anh em ạ. Không có nhiều, và hộp hiện tại đang không mấy khui ra đây. Đây thì anh em coi cái máy này, ngoài cái máy mà mua ra thì nó còn có những cái này à, nhìn thử có nó khác những cái máy khác không. Nó có cục sạc và dây, à, có cái dây này để câu, cái dây này mình chưa biết cái dây gì ha. À, dây này chắc là âm thanh để mua phim gì rồi. À, hộp nhựa, nó có hộp nhựa này đó, hộp nhựa ở trong này, coi con mực nó nha. À, có một dây đeo thôi, không có gì hết. Thì anh em coi xíu nha, lượt ra coi. Wow, màn hình phía trong anh em coi này. Và thiết kế của cái máy này thì mình nhìn thấy là nó rất là đẹp. Nó gọn, những cái nút bấm đây này nó gọn gàng rút lại. Thì khi mà những cái thường thường máy như rút gọn lại thì hiện tại mình không bấm nó được. Cho anh em coi. Khi rút gọn lại thì tất cả các cái chức năng nó nằm trong menu rất là nhiều. Và xài viên tắt. Ở đây là có những nguyên tắc rất là ít. Tại vì là thiết kế thời trang mà anh em. Cho nên những nguyên tắc này rất là ít nè, so với những cái máy khác nha. Kể trước. Đây anh em coi kỹ một chút cận cảnh đi ha. Cận cảnh đi ha. Rồi anh em coi cận cảnh chưa? Đấy. Và đặc biệt nút on off này cũng khác cái dòng máy Canon 5D Mark 3 của mình rồi trước nè. À, máy on off cũng khác này. Ở đây có âm thanh bên này nè. Nói chung bản năng mình, nếu mà mình bán đủ xe lấy vốn được. Đủ vốn được thì mình sẽ đây. Anh em xem thêm cái ngàm chuyển của cái máy này nè ha. Anh em coi thì ở đây nó có cái hiệu của nó luôn nè. Anh em coi cái thử đi ha. Đấy. Dự tính thì tương lai mình sẽ bán xe máy rồi đó. Không biết ai có mua xe máy không. Giờ mình trao giá xe máy để mua cái máy này đó. Thì bây giờ nhìn thấy rất là đẹp. Ngoài cái chuyện chất lượng mình chưa thấy, nhưng mà cái mẫu mã ngoài nhìn là ghiền rồi đó. Giống như các anh em mua Samsung với lại mua iPhone này thôi. iPhone nhìn mỏng manh mà đó, nhìn nhát eo đẹp thì máy này cũng vậy thôi. Cho nên mình đã thích rồi đó anh em nha. Anh em coi video thì anh em đã trải nghiệm cùng mình thấy rõ đó đúng không? Thì trong video này mình chỉ là trải nghiệm nhìn nó thôi, mình nhìn sơ qua coi cái mẫu mã thiết kế ra sao thôi. Nó chưa đã được trải nghiệm nó thực tế lắm. Mình cần một cái video nó thực tế nữa cơ. Nhưng mà hiện tại giờ mình chưa có máy, và bên cửa hàng cũng chưa cho mình trải nghiệm thực tế, mà chỉ là mời mình tham khảo nhìn qua cái dốc ván em nó thôi. Và mình thấy cái dốc ván thì mình thích rồi đó. Tức là mình cảm giác là nó là thời trang, nhưng mà công nghệ mà càng ngày nó càng phát triển nhiều thứ lắm. Nhưng trong video này anh em cùng mình chỉ là nhìn dốc ván, là chưa được trải nghiệm thực tế. Còn muốn mà anh em nào mà muốn mua, hay là anh em có nhà ý muốn thích nó thì mình cũng thích vậy. Mình cũng như anh em, mình là người tiêu dùng mà. Cái bề mặt bên ngoài mình nhìn hài lòng rồi, nhưng mà quan trọng nhất là cái gì em?
nếu mà đối với như mình thì mình làm dịch vụ mình cần nhất cái bên trong nữa, và mình cần coi cái cách xử lý của nó, máy nó thao tác của nó có nhanh hay không cho mình bắt kịp cái khoảnh khắc khi mà mình cần chụp. Thì mình có thể là hẹn anh em lại video sau, nếu có dịp mà mình cầm được máy đó thực tế mình trải nghiệm luôn thì mình sẽ làm video kỹ hơn cho anh em coi nha anh em. Còn trong video này anh em với mình chỉ là nhìn cải thành nước miếng thôi. Mình cũng thèm, anh em đã thấy rồi đó, nhưng mà ngược lại mình tính là tháng sau cho anh em ạ, để coi tình hình sau đó anh em nhé. Rồi đến đây mình hy vọng rằng cái video này nó sẽ cho anh em mình cùng trải nghiệm và thấy, những anh em nào mà chưa thấy thì cũng thấy như mình rồi. Và đến đây mình xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em lại video sau nha anh em. Nếu mà mình có cơ hội là chắc chắn trải nghiệm mình sẽ coi kỹ, mình làm video kỹ hơn cho anh em coi nhé. Bye bye anh em nha.